Sáng nay tại tỉnh Tiền Giang, Hội Nhà gia báo Việt Nam tổ chức hội nghị báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và 19 hội nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong những năm qua công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng báo chí trung ương với thế mạnh về nền tảng lý luận tích cực thông tin sâu sắc mạng nội dung nghiên cứu chính trị phân tích khẳng định tính đúng đắn khoa học cách mạng của chủ nghĩa mark lênin tư tưởng hồ chí minh tuyên truyền rộng rãi về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh báo chí địa phương với đặc trưng khác biệt về địa lý dân cư văn hóa vùng miền lại có những phương pháp cách làm riêng trong đấu tranh ngăn chặn các đối tượng chống phá thù địch nhất là đối với các vấn đề về dân tộc tôn giáo dân dân chủ nhân quyền. Báo chí địa phương luôn nhanh chóng phát hiện vấn đề, kịp thời xử lý các điểm nóng, giống hồi chuông cảnh báo, đưa ra các giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn các quan điểm sai trái, phản bác các thế lực thù địch, góp phần tạo sự ổn định chính trị để phát triển kinh tế ở địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng khẳng định, việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch không thể không nói tới vai trò đặc biệt của báo chí cách mạng. Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng hiện nay còn không ít khó khăn, Báo chí không chỉ là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa mà còn là nguồn cổ động tập thể, người tổ chức tập thể để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.